Cô chào các em. Chúng ta sẽ thực hiện cái tiết ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 môn lịch sử lớp 7 thông qua hình thức là đề cương ôn tập và video ôn tập này. Trong cái phần ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 thì nội dung của chúng ta sẽ bao gồm các phần thuộc những bài là bài 19, bài 20, bài 22 và bài 23. Cô bắt đầu với bài 19. Bài 19 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427. Thì trong bài 19 này, nội dung giới hạn ôn tập của chúng ta sẽ là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Về nguyên nhân thắng lợi thì các em sẽ trình bày các nguyên nhân thắng lợi, tức là những cái điều mà đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Về ý nghĩa lịch sử thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, nó đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam, đó là thời Lê Sơ. Thì trong cái bài 19 các em sẽ ôn hai cái nội dung này. Chúng ta đến với bài 20, nước Đại Việt thời Lê Sơ. Thì trong cái bài 20 nước Đại Việt thời Lê Sơ này, chúng ta sẽ ôn 3 nội dung. Thứ nhất là sơ đồ bộ máy nhà nước Lê Sơ. Thứ hai là tổ chức quân đội. Và thứ ba là luật pháp. Thì về cái nội dung sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ á, thì tất nhiên là chúng ta sẽ vẽ sơ đồ. Và những lưu ý khi vẽ sơ đồ đó là chúng ta phải chú thích sơ đồ của cấp trung ương hay là sơ đồ của cấp địa phương. Tức là trước khi vẽ sơ đồ thì chúng ta phải chú thích rõ đó là cái sơ đồ của cấp nào. Thì ở sơ đồ cấp trung ương chúng ta sẽ vẽ đầy đủ như nội dung cô đã cho ôn trong đề cương, cũng như là trong tập ghi bài học. Thì yêu cầu đối với sơ đồ là gì? Là các em phải vẽ khung, điền nội dung vào và có mũi tên thì mới là cái hoàn chỉnh cái sơ đồ. Đây là sơ đồ cấp trung ương của bộ máy nhà nước Đại Việt thời Lê Sơ. Và đây là cái sơ đồ của cấp địa phương, thì cũng yêu cầu như khi vẽ sơ đồ của cấp trung ương, tức là phải có đầy đủ các nội dung trong các khung và phải có mũi tên hiển thị để có thể hiểu được cái cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, đó như là cả nước chia các địa phương thành các đạo thừa tuyên và có tất cả là 13 đạo dưới đời vua Lê Thánh Tông. Đứng đầu mỗi đạo thì có 3 cơ quan gọi là ba ti, đó là đô ti, thừa ti, hiến ti. Dưới đạo thừa tuyên là phủ, dưới phủ là châu huyện và dưới châu huyện là xã. Nội dung thứ hai của bài 20 mà chúng ta sẽ ôn đó là tổ chức quân đội. Quân đội thời Lê Sơ vẫn được duy trì cái chế độ ngũ binh ư nông và vẫn gồm hai cái lực lượng chính, đó là quân ở triều đình và quân ở các địa phương. Và để bảo vệ, canh phòng vùng biên giới thì nhà nước Lê Sơ đã bố trí quân đội mạnh, có đầy đủ các vũ khí để mà canh phòng bảo vệ. Nội dung thứ ba là luật pháp. Thì vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành Bộ Quốc Triều Hình Luật, hay còn gọi là luật Hồng Đức. Bởi vì niên hiệu của vua Lê Thánh Tông là Hồng Đức, cho nên cái bộ luật Quốc Triều Hình Luật này còn được gọi bằng cái tên là luật Hồng Đức. Về nội dung thì cô không yêu cầu các em phải học thuộc cái nội dung chính của Bộ Quốc Triệu Hình Luật này, nhưng chúng ta phải nắm được cái điều tiến bộ của Bộ Luật Hồng Đức này. Đó là trong Bộ Luật Hồng Đức có quy định bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ. Thì cái nội dung đó chính là điều thể hiện sự tiến bộ của Bộ Luật này. Với bài 22 chúng ta có tất cả là 4 câu. Thứ nhất là nói về triều đình nhà Lê ở thế kỷ 16.
Thứ hai là sẽ nói về phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ 16. Thứ ba là sẽ nói về cái cuộc nội chiến phong kiến Nam Bắc Triều. Và thứ tư là nói về cái cuộc nội chiến giữa hai họ Trịnh Nguyễn, hay còn gọi là cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Thì với cái câu 1 triều đình nhà Lê thì chúng ta chỉ cần trình bày như nội dung đã học, đó là tình hình nhà Lê ở đầu thế kỷ thứ 16 như thế nào. Rồi sau đó là nêu được nguyên nhân và các cuộc khởi nghĩa cũng như là ý nghĩa của phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ 16. Đó, các em chỉ cần trình bày theo thứ tự như vậy. Đó, nguyên nhân làm bùng nổ phong trào, rồi nêu các cuộc khởi nghĩa của cái phong trào này, và cuối cùng là ý nghĩa của phong trào. Nội dung thứ ba, chiến tranh Nam Bắc Triều. Với cái cuộc nội chiến Nam Bắc Triều thì các em sẽ trình bày theo thứ tự, đó, với là cái bối cảnh đưa đến sự ra đời của Bắc Triều, của Nam Triều. Rồi chúng ta chỉ cần tóm tắt cái cuộc chiến Nam Bắc Triều này, và với kết quả là Bắc Triều bị tiêu diệt, Nam Triều lại nắm lấy quyền lực và chấm dứt chiến tranh Nam Bắc Triều vào năm 1592. Thì trong cái phần này thì cô không có cái nội dung gì để mà lưu ý cái phần mở rộng nâng cao. Các em chỉ cần học như cái nội dung bài học đã trình bày là được. Ở câu 4, chiến tranh Trịnh Nguyễn và sự chia cắt đàng trong đàng ngoài. Thì với cái nội dung này á, các em sau khi trình bày như nội dung bài học theo thứ tự, và các em cần lưu ý và cái phần trình bày của mình cho nó đúng, đó là khi mà các em trình bày về cái hậu quả của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là sự chia cắt đàng trong đàng ngoài, thì các em cần xác định rõ ranh giới phân danh từ phân danh trở ra Bắc là gọi là đàng ngoài. Thì đàng ngoài là do chính quyền vua Lê Chúa Trịnh cai trị. Từ phân danh trở vào Nam thì gọi là đàng trong, và đàng trong sẽ do chính quyền chúa Nguyễn cai trị. Thì trong cái phần này là các em thường dễ bị nhầm lẫn giữa đàng ngoài và đàng trong, thì các em cần lưu ý cái phần này, đó, xác định đúng đàng ngoài là nơi nào và do chính quyền nào cai trị, đàng trong là nơi nào và do chính quyền nào cai trị. Và cuối cùng là bài 23, kinh tế văn hóa thế kỷ 16, 18. Thì trong cái bài 23 này, chúng ta sẽ ôn cái phần kinh tế nông nghiệp. Thì trên màn hình là các em đã thấy là cô đã phân biệt rõ rệt nông nghiệp đàng ngoài và đàng trong. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ nêu nhận xét trước, rồi sau đó sẽ nêu những nguyên nhân dẫn đến cái tình hình đó. Ví dụ như nông nghiệp đàng ngoài thì chúng ta nhận xét là nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, rồi nêu ra các nguyên nhân dẫn đến cái tình hình đó của nông nghiệp đàng ngoài. Và tương tự đàng trong cũng vậy, chúng ta nêu nhận xét trước nông nghiệp đàng trong như thế nào, và sau đó sẽ trình bày đến các nguyên nhân đã làm cho cái nông nghiệp đàng trong được phát triển như vậy. Câu 2, nói về tôn giáo. Thì chỉ cần các em trình bày theo nội dung bài học, đó là nói về tình hình của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, rồi những cái nếp sống văn hóa truyền thống của nhân dân, các hình thức văn hóa ở các lễ hội, và lưu ý là cái tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta vào thế kỷ thứ 15, đó là đạo Thiên Chúa. Thì ở đây nếu như có thêm câu hỏi mở rộng nâng cao thì cô sẽ hỏi là cái đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta bằng con đường nào. Thì trong cái phần bài giảng các em cũng đã được nghe, đó là các giáo sĩ phương Tây theo các thuyền buôn nước ngoài đến nước ta để mà truyền bá cái đạo Thiên Chúa này, và làm xuất hiện cái tôn giáo là Thiên Chúa giáo ở nước ta trong khoảng thời gian là thế kỷ thứ 15.
Phần cuối cùng là sự ra đời của chữ quốc ngữ. Thì chúng ta biết là chữ quốc ngữ là chữ viết mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, đúng không? Thì chữ quốc ngữ đã được ra đời xuất phát từ cái lý do là do cái sự truyền bá đạo của các giáo sĩ phương Tây, là do bất đồng ngôn ngữ trong cái quá trình truyền bá đạo, cho nên họ đã học tiếng Việt để mà dễ dàng cho cái việc truyền đạo. Và từ cái việc học tiếng Việt đó, họ đã có cái công trình nghiên cứu ghi âm tiếng Việt để đưa đến sự ra đời của chữ quốc ngữ. Và ý nghĩa của cái chữ quốc ngữ là cái thứ chữ viết tiện lời khoa học và rất dễ phổ biến đó. Và cái người mà có công lao đóng góp rất quan trọng, có công lao đóng góp lớn cho sự ra đời của chữ quốc ngữ đó là giáo sĩ Alexander Roth. Và đó là toàn bộ cái nội dung ôn tập cho cái kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 7. Cô chúc các em ôn tập tốt, đạt kết quả như ý và luôn luôn được khỏe để mà đến trường học tập nghe em nhé. Cô thân chào các em.